Hello, xin chào, chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là mình sẽ chia sẻ cái bí quyết giúp bạn phát triển bản thân đỉnh cao, giúp bạn nâng cao khả năng kiếm tiền. Muốn thành công, nhất định bạn phải ghim cái điều này vào trong đầu của mình. Muốn trở nên giàu có thì bạn phải khiến cái đầu của mình hoạt động một cách trơn tru như những bộ máy. Nếu như bạn đang tìm ở đâu đó những cái cách thức để có thể giúp bạn phát triển bản thân, nâng cao khả năng kiếm tiền thì video này dành cho bạn. Xin chúc mừng bạn, chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Hãy đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin hay bổ ích nhất mà mình sẽ chia sẻ trên kênh Lê Đình Kiên. Vâng, dưới đây mình xin kể ra những cái cách thức để có thể giúp bạn phát triển bản thân một cách vượt trội, đem đến cho bạn một cái sự tự do về tài chính cũng như niềm vui trong công việc. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ và muốn gửi đến tất cả các bạn đó chính là bạn hãy tĩnh tâm. Bạn hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để có thể lắng nghe con tim mình, để có thể lắng nghe xem bản thân mình thật sự mong muốn điều gì trên cuộc đời này. Bạn hãy dành thời gian, có thể bạn hãy dành một khoảng thời gian trước khi đi ngủ để có thể thiền định, bởi vì thiền nó sẽ giúp bạn rất là nhiều việc. Thiền nó sẽ giúp bạn định hình lại được cuộc đời, đúng không nào? Hoặc đơn giản bạn có thể thư giãn, cân bằng. Thì cái điều này nó sẽ tác động rất nhiều đến cái quá trình phát triển bản thân của bạn. Trước khi bạn phát triển được bản thân, bạn muốn nâng tầm giá trị của bản thân của mình lên thì bạn phải là một người như thế nào ạ? Bạn phải có những thói quen tốt, bạn phải lãnh đạo được bản thân, hay chính là bạn phải làm chủ được cuộc đời của mình. Chính vì vậy, thiền định, tĩnh tâm là một trong những cái cách mà giúp các bạn phát triển bản thân và giúp bạn nhận thức được đâu là cái điều gì thật sự là quan trọng đối với bản thân bạn. Từ đó, bạn sẽ biết cách ưu tiên những công việc quan trọng để các bạn làm. Xin chào, lại là mình đây. Cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn có thể thư giãn, nghe nhạc là một trong những cái cách mà giúp các bạn tĩnh tâm hơn, giúp các bạn lấy lại năng lượng, lấy lại động lực để có thể hoàn thành tốt cái công việc mà mình đang làm hoặc hoàn thành tốt cái sứ mệnh cuộc đời của chúng ta, phải không nào? Cái điều số 2 để mà có thể phát triển được bản thân của bạn đó chính là bạn hãy tìm lấy những cuốn sách mà mình yêu thích để các bạn đọc. Đọc sách không những nó sẽ giúp bạn mở rộng cái tầm nhìn, nó sẽ giúp bạn tư duy tốt hơn và đặc biệt nó sẽ giúp bạn, giúp tâm hồn của bạn trong sáng và từ đó cuộc đời của bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Nếu như bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn không tìm ra được cho mình một lối thoát thì bạn hãy đọc sách, bởi vì đọc sách nó có rất là nhiều những lợi ích. Thứ nhất, nó không chỉ những cung cấp cho bạn những kiến thức, những tri thức mà nó sẽ giúp bạn có tính kỷ luật hơn, giúp bạn sáng tạo hơn và từ đó sẽ giúp cuộc sống của bạn thay đổi mãi mãi. Chính vì vậy, đọc sách là một trong những thói quen khởi đầu của những người giàu có, đúng không nào? Đọc sách mà khó thì đọc người sẽ khó hơn. Chính vì vậy, sách là một trong những cách mà giúp các bạn phát triển trí tưởng tượng, giúp các bạn phát triển tư duy và đặc biệt giúp bạn sáng tạo hơn công việc của bạn, từ đó sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới và sẽ phát triển một cách nhanh nhất có thể. Chính vì vậy, sách là một cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của con người, đúng không nào? Đọc sách là các bạn cưỡi lên vai người khổng lồ, mà người khổng lồ họ mất cả đời để có thể viết ra một cuốn sách hay. Trong khi đó, chúng ta đọc chỉ trong 3 đến 4 ngày là hoàn thành xong một cuốn sách. Vậy tại sao chúng ta không đọc? Đây chính là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng của những người thành công, đó chính là thói quen đọc sách. Đọc sách chưa chắc đã giàu, nhưng nếu như bạn không đọc sách, chắc chắn bạn sẽ nghèo. Chính bởi vậy, sách là một trong những cái công cụ hữu ích nhất để khiến các bạn phát triển bản thân, để giúp các bạn nâng tầm bản thân cũng như nâng tầm giá trị của mình lên. Từ đó, công việc, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng và cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Đặc biệt, bạn sẽ giúp đỡ được không những người thân, bạn bè, gia đình của bạn, mà bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người ở ngoài kia, đúng không nào? Chính vì vậy, bạn hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình ra
và liên tục học hỏi cho đến lúc các bạn không còn ở trên đời này nữa. Học, học nữa, học mãi, một câu nói vô cùng thấm, đúng không nào? Chúng ta không phải ai cũng là một người hoàn hảo, mà thay vì đó các bạn hãy liên tục học hỏi, đúng không ạ? Tất cả những ai đó ở trên cuộc đời này thì chúng ta đến với chúng ta thì chúng ta đều phải có những cái mà chúng ta cần phải học hỏi từ họ. Từ đó bạn sẽ biết được cái điểm mạnh, cái sở thích cá nhân, năng lực và công việc của bạn sẽ lên một tầm cao mới. Hello, xin chào, lại là mình đây. Một cái thói quen tiếp theo để có thể giúp các bạn phát triển bản thân, nâng cao khả năng kiếm tiền, đó chính là bạn tự luôn chiều bản thân. Có thể bạn tự luôn chiều bản thân bằng cách như sau. Mỗi ngày bạn có thể tắm nước nóng, bạn hoặc bạn có thể dành thời gian bên người thân, gia đình của các bạn. Thì đây chính là một cái cách để giúp các bạn tự luôn chiều bản thân. Hoặc bạn có thể dành một buổi trong tuần để có thể sống như những người thành công, sống như những người giàu có. Cuối tuần bạn có thể đi du lịch ở một nơi xa, bạn có thể ăn một món ngon trong một cái nhà hàng đó mà không cần nhìn hóa đơn. Thì đây chính là một cái cách để giúp bạn luôn chiều bản thân và giúp bạn phát triển được cái tính sáng tạo, giúp bạn có được một cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. Chính vì vậy, cái tự luôn chiều ở bản thân ở đây đó chính là bạn hãy làm những gì mà bạn chưa từng làm để bạn cảm nhận được những cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống này, phải không nào? Và một cái điều tiếp theo để các bạn có thể phát triển được bản thân, nâng cao khả năng kiếm tiền và giúp bạn tiến đến con đường thành công nhanh hơn, đó chính là bạn cần phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Ngày hôm nay cần tính việc ngày mai, trước khi công việc của các bạn khởi tranh, trước khi công việc của bạn bắt đầu thì bạn cần phải có sự chuẩn bị từ hôm nay. Ngày hôm nay cần tính việc ngày mai, bạn phải có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời của mình. Bạn phải có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn hay là dài hạn. Cái điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Và để bạn có thể phát triển được bản thân thì một cái điều tất yếu rằng đó chính là ngày hôm nay cần phải tính việc ngày mai, đúng không nào? Bạn phải có mục tiêu cho sự nghiệp, mục tiêu cho tương lai của mình. Bạn hãy bỏ qua những cái lợi ích trước mắt để có thể biến tương lai của mình trở nên tươi sáng hơn, để có thể giúp cuộc đời của mình sống một cuộc sống đáng sống và có ý nghĩa hơn, đúng không nào? Chính vì vậy, ngày hôm nay cần tính được ngày mai. Và đặc biệt để các bạn có thể phát triển được bản thân tốt hơn, giúp các bạn tiến đến con đường thành công nhanh hơn, thì bạn phải liên tục học hỏi, liên tục tiếp thu những cái kiến thức mới ở trên cuộc sống của chúng ta. Các bạn biết đấy, thị trường luôn luôn biến động, thế giới luôn luôn thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Nếu như bạn không thích ứng được với những cái mới, bạn sẽ là một người tụt hậu. Nếu như bạn không có thể bị kiểm soát, bị cảm xúc của mình kiểm soát, hoặc bạn bị những cái yếu tố ở ngoài kia nó tác động đến bạn, bạn không thích ứng được những cái mới, bạn có cái tư duy bảo thủ, thì chắc chắn bạn sẽ không có thể nào phát triển được bản thân. Chắc chắn bạn sẽ là một người bảo thủ và bạn sẽ là một con người cũ kỹ của những thế hệ trước. Chính vì vậy, nếu như bạn không muốn lạc hậu, nếu như bạn không muốn mình lâm vào cái cảnh khó khăn, bế tắc, nghèo đói trong cuộc sống, thì bạn phải luôn luôn thay đổi, thích nghi được với những cái mới. Và đặc biệt bạn nên nắm bắt được những cái cơ hội nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Cơ hội đến rất nhanh và nó ra đi cũng rất nhanh. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để khi mà cơ hội đến, bạn sẽ bắt được nó luôn, bạn sẽ nắm bắt được nó luôn. Thì từ đó cuộc đời của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, đúng không nào? Chính vì vậy, bạn phải là người liên tục học hỏi, đúng không? Liên tục học hỏi những cái kiến thức ở trong sách, những cái kinh nghiệm của những người đi trước, hay đơn giản là các bạn có thể tham gia những khóa học phát triển bản thân. Thì từ đó bạn sẽ có thể thay đổi được cuộc đời, thay đổi được cuộc sống của mình, phải không nào? Trên đây mình đã chia sẻ những cái cách mà giúp các bạn phát triển bản thân đỉnh cao, nâng cao khả năng kiếm tiền. Muốn thành công, muốn giàu có thì bạn phải cho cái đầu của mình hoạt động, đúng không nào? Nếu anh chị và các bạn thấy video của mình hay, hữu ích, hay thấy video này của mình dở, tệ, thì hãy cứ mạnh dạn comment xuống dưới video này để mình có thể biết được những cái ý kiến, những cái đóng góp của các bạn để mình cải thiện bản thân mình hơn. Mình đang tích cực thay đổi bản thân và mình muốn cuộc sống của mình cũng như cuộc sống của các bạn trở nên tốt đẹp hơn và có một cuộc sống ý nghĩa hơn, đáng sống hơn.
phải không nào? Mình rất là muốn kết nối, trò chuyện, giao lưu với tất cả mọi người để có thể biết đâu đó mình có sẽ giúp các bạn thay đổi được suy nghĩ. Mình không chắc chắn rằng sẽ giúp các bạn thành công hay không, nhưng mình tin rằng mình sẽ giúp các bạn thay đổi được suy nghĩ. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Xin chào và hẹn gặp lại.